Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan bên cũ nha người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan hàng rời để cho mọi người xem và lựa mua. Thì hôm nay hàng của mình đây nha. Đấy, hôm nay Makita, Nationan, Hitachi có cả nha mọi người. Toàn hàng hiệu xịn không à. Đấy, số điện thoại liên hệ bên mình là điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo nha. Mà tốt nhất là điện thoại trực tiếp. Còn khi nào mà mọi người điện mà lỡ máy đang bận thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo cũng được. 0854901685 nha mọi người. Đấy, mọi người xem video thì là like video giúp mình, chia sẻ video. Và ai chưa đăng ký thì có thể là đăng ký cái kênh ở cái nút đăng ký bên dưới bên phải này. Và kích vào nút chuông chọn phần nhận tất cả thông báo của video nha mọi người. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào việc. Đầu tiên giới thiệu cái này cho vui nè. Này về hàng máy khoan mà ở trong thùng máy khoan nó có cái này. Cái này là cái xích, xích màu vàng nha mọi người. Xích màu vàng chứ không phải bằng vàng. Theo mình cầm thì nó hình như là chắc là nó hợp kim nhôm hay sao ấy. Nó hợp kim nhôm hay sao. 500 không hít nha mọi người. Đấy, 500 không hít. Cái này 500 không hít nha. Xích màu vàng nha. Đó, này. Và lúc nãy mình có xả ra mình đo thì cái cụm này, nguyên cụm của nó thì 30 mấy. Cái này mình xả ra mình đo á, thì mình xả ra mình đo thì nó tầm khoảng cỡ hình như 13 mấy, thì mình cứ tính là 12 mấy đi, tại vì nó khoảng là chắc nó còn khoảng cỡ chục phân nữa hay sao đến 13 mấy, nhưng mà mình cứ tính là 12 mấy cho mọi người cho dễ, có sai số này cho nó dễ ra. Đây 12 mấy đây, ai có nhu cầu mua cái này thì mua. Mình cũng dán giá mình bán luôn, tại vì nó có trong đấy thì mình bán thôi. Còn mình thì mình lấy đồ win thôi, nhưng mà lỡ mai có mấy cái đồ này thì mình bán luôn. Con này, cái này về làm mà xích chó hơi bị đẹp. Còn không biết là cái này thường thì mình không biết là về dùng để làm cái gì, để xích cái gì nữa. Con này, con cái này số 1 đi. Số 1. Cái này 50.000. Đó, 50.000. Ok chưa? 50.000. Tính ra chưa tới 5.000 một mấy. Tính ra chưa tới 5.000 một mấy. Cái xích này nhìn đã lắm nha mọi người đó. Nhìn này, thấy không? Như vàng luôn. Rồi, tiếp theo. Đây. Vẫn là con máy đỉnh của đỉnh đây. Rất kết những con này nha mọi người. Nationan. Con này máy Nationan 9V6 nha, con này 9V6. Thì nó, cái dòng này nè, cái dòng kiểu này nó có hai đời. Một đời 9V6 và một đời 12V. Đây là đời 12V, đây 9V6. Thì mọi người biết rồi, cái đời 9V6 thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng hơn tí ha. Nó nhẹ nhàng hơn tí. Và nó xài thì đỡ hao pin hơn. Đó. Về mình đóng pin đều đóng pin lên 12V hết. Giờ mình đóng pin Li-ion thì đóng đều 12V hết, thì 9V6 nó đỡ hao pin hơn. Đấy, nó xài được thời gian lâu hơn. Thế thôi. Còn lại 12V. 12V thì nó nặng hơn tí và nó xài thì nó tốn pin hơn cái này. Tùy theo công việc của mọi người, mà mọi người dùng 9V6 hay 12V nó đều có tác dụng cả. Nếu như mọi người chỉ dùng để làm hoàn thiện nhẹ nhàng vừa phải thì mọi người dùng con 9V6 này là được rồi. 12V đi cầm gì cho nó nặng nha. Ok, nói thế là đủ rồi. Và con này thì cũng giống như những con máy khoan khác thôi. Nhưng mà nó có những đặc điểm, nó có đặc điểm nổi trội hơn những con khác là gì? Cái đầu autolock nó rất là xịn nha. Đầu autolock này thì mình đã giới thiệu trong các video trước rồi. Đấy. Hôm nay thì mình xả thêm hàng ra thì mau ra được 4 con tương tự như thế này. Gồm có 2 con 9V6 và 2 con 12V. Đấy, đầu kẹp của nó này rất là khít, rất là đã nha. Nghe tách tách tách, xiết vào nghe tách 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 là đã rồi. Và điểm nổi trội thứ hai của nó là nó có 21 cấp và một cấp khoan. Thì 21 cấp này, mình sẽ nói với mọi người, 21 cấp này là 21 cấp ngắt lực nha mọi người. Ngắt lực nha. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người là lại lần nữa, đó là ngắt lực có nghĩa là bình thường những con máy khoan khác là nó là cấp trượt. Có nghĩa là khi mọi người vặn như thế này này vào một con vít, mọi người chỉnh cái cấp trượt này thì nó chỉnh theo từ độ nhẹ đến độ nặng. Có nghĩa là như thế này là nhẹ nhất, có nghĩa là khi mà con vít nó vào á, nó
cứng ở một cái lực nào đó, lực mà theo cái cấp 1 này nó chỉnh á, thì nó sẽ trượt. Trong này motor với đầu nó sẽ trượt với nhau. Trượt với nhau. Nó motor thì chạy nhưng mà đầu thì nó sẽ không chạy, để nó đứng lại luôn, để nó giúp cho bảo vệ khỏi hư cái đuôi vít và khỏi gãy vít, hoặc là khỏi bể cái vật liệu. Ví dụ một người bắn vào thạch cao hay alu đó, một người bắn lún sâu quá chẳng hạn, nó dư lực quá thì nó có thể bể thạch cao, bể alu, vẫn lún sâu và nó lọc luôn, nó lủng luôn, nó không giữ thạch cao được nữa. Đó là cái công dụng của nó, là đặc trưng của nó là như thế nha mọi người. Và cái ngắt lực thì nó lợi hại hơn ở chỗ là nó sẽ ngắt luôn motor. Có nghĩa là khi mà tới cái lực của nó là motor nó sẽ đứng luôn, nó dừng luôn motor luôn, nó không chạy motor nữa chứ không phải là nó trượt. Nó nên nó lợi hại hơn rất là nhiều nha mọi người. Đấy, đặc điểm nổi trội của nó là như thế. Rồi. Và mình giới thiệu luôn là hôm nay đây bắt qua. Bốn con 2 con 12V này. Đấy, con này 9V6 này, tất cả 4 con. Thì mình không giới thiệu lại tính năng của nó nữa nhá. Bây giờ mình chỉ quay cho mọi người xem qua ngoại hình rồi mình tới chạy thôi. Đó, đây này. Cái này là keo dính nha mọi người. Cái này là keo dính chứ không phải là bị bể vỡ gì đâu nha. Cái này để trong hàng rồi keo đồ của những cái khác nó chảy xuống ấy. Đây. Không hề bể vỡ gì đâu. Nhìn phía sau nó là biết nè. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ test cho mọi người nha. Đó. Đấy là chế độ nhanh, chế độ chậm nha. Chế độ chậm, đấy. Và mình cũng nói luôn cho những anh em xài đồ mà không quen xài cái chế độ nhanh chậm này, thì mình sẽ tư vấn cho mấy anh em. Khi mà mấy anh em khoan á, khoan mũi nó vào trong một vật liệu á, mà mới đầu khoan mọi người để chế độ nhanh này nhá. Khi nào mà cái mũi nó mọi người cảm thấy nó hơi bị cứng á, chặt chặt á, mọi người dùng máy khoan, mọi người muốn nó bền á, là mọi người phải biết sử dụng mấy cái tính năng này thì máy nó bền không nha mọi người. Máy này thì bền vô tư rồi, nhưng mà có điều là mọi người muốn nó bền, tuổi thọ nó tốt hơn nữa, thì mọi người xài theo cái chế độ nhanh chậm này nữa này, rất là lợi hại nha mọi người. Máy này tưởng đơn giản như chế độ này rất là lợi hại. Khi mà máy khoan nó đã vào rồi á, khi nó khoan một cái lỗ nó đã vào rồi mà nó hơi nặng một tí á, thì mọi người chuyển ngay qua chế độ chậm. Mọi người dừng máy, mọi người chuyển ngay qua chế độ chậm cho mình. Đó, mọi người khoan tiếp. Là bắt đầu lúc này á, thì cái tua của máy khoan á, cái tua vòng quay của nó, số lượng vòng quay của nó sẽ, cái tốc độ vòng quay của nó sẽ giảm đi, nhưng mà cái lực siết của nó mạnh hơn. Đó, khi mà mũi khoan cần tốc độ cao, khi mà những cái lúc mà mình khoan mới vào, hoặc lúc mà nó còn mềm, nó còn nhẹ, còn khi nào mà nó nặng rồi, mọi người chuyển qua chế độ chậm này, nó khoan vào, đảm bảo với mọi người nó sẽ khoan vào nhanh hơn. Đấy, nhanh hơn. Đó, lực nó tốt hơn, nó nhanh hơn nhiều so với là mọi người để chế độ nhanh. Đó, là nó hại máy, hiểu không? Nó tăng lực lên nhưng mà nó giảm cái tua xuống. Đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ test thử cái ngắt lực cho mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Ừ, ngắt lực là nó đứng luôn, mình vẫn giữ cò này, mình thả cò ra mình ấn lại này. Đó, rồi. Đó. Ok. Lực càng lớn này. Đấy, đây là tăng lực ngắt càng lớn này. Đó. Đó, giờ mình giữ chặt hơn này. Đó, thấy không? Ok. Thế là mọi người đủ hiểu rồi chứ. Rồi, bây giờ con này. Đó. Con này là số 2. Con này à, 270.000. Nói về mấy con ngắt lực này thôi, đã. Đây, ngoại hình của nó đây nha, tương tự như con lúc nãy thôi. Rồi, mình sẽ test cho mọi người. Ai chưa dùng ngắt lực này thôi chứ, ai chưa dùng ngắt lực với chưa dùng cái đầu autolock này thôi chứ, đã dùng rồi là thích, là ghiền à. Đó.
tới ngắt lực này. Đó. Ok. 21 cấp ngắt lực một cấp khoan nha. Đấy. Hồi xưa mình bán, nhớ hồi mình bán mấy cái này mà có mấy anh khách mới xài đồ bãi kìa, với anh không biết cái tính năng á. Anh về mà mình thì mình ở nhà là mình bán, mình gửi cho khách lúc mà làm hai Tết, là mình Tết cấp trượt á. Mình để qua chế độ 1 như thế này. Xong rồi về khách bắt đầu thử cái đầu này nha mọi người. Đấy. Thử cái đầu này nè, lúc mà giữ để cho đầu nó chạy á thì thấy nó trượt ta chỗ này, điện cho mình bảo là hỏng rồi, máy nó hỏng rồi, nó máy nó chạy nhưng mà cái đầu nó không có chạy. Đấy, anh quay video em xem thử, quay video đúng gì là anh giữ cái đầu này thì đúng, giữ cái đầu này cho cái ra vào cái này nè, ra vào cái đầu kẹp nè thì nó lại trượt, máy nó chạy nó cứ trượt qua, nó bị tua rồi, máy nó bị tua rồi, nó không chạy đầu. Hóa ra là nhìn phát là xuống thấy cấp trượt là chỉnh về cấp 1 rồi, là nó sẽ trượt. Và mình hướng dẫn, sau khi mình hướng dẫn ảnh xài vài ngày á thì ảnh với lại nhắn tin lại cho mình, anh bảo là đúng là lần đầu anh xài cái chế độ này chưa quen, nhưng mà đến lúc xài rồi nó rất là đã, sau này giới thiệu cho ảnh thêm cái cấp ngắt lực nữa. Thì anh kêu không, giờ như là anh chỉ lấy ngắt lực thôi. Ok nha. Kể từ đó là anh xài mấy con ngắt lực đó mọi người. Đây, con này con số 3. Số 3, 270.000. Tiếp theo. Đấy, 12V. Ồ, con này còn luôn cái đầu. Đó, ok ở đây nè. Đó, con này. Giá trị chưa? Mấy cái đầu nội địa này mới giá trị chứ. Ok. Thử ngắt lực nha. Đấy. Ok. Đấy. Đấy. Quá đã. 12V nha mọi người. Đó. Nói gì khác vô thì tính năng nó giống với 9.6 nha. Đó. Con này là con số 4. Số 4 con này 290.000. Ok. Đây con này, hình của nó đây. Có nhiều anh em xài đồ bãi lâu rồi mà chưa từng được dùng mấy con ngắt lực này đâu. Đó, chết rồi. Nó coi đây. Ôi trời ơi, mình để ngắt lực số 21 nặng quá. Đó. Đó, ok. Đã nha mọi người. Đây. Số 5 290.000. Số 5 290.000. Rồi tiếp theo. Theo à Makita Hitachi, có mấy con lắp phải mình thấy ít con Hitachi thì mình qua Hitachi trước đi.
Đây, Hitachi sẽ có 3 con này. 3 con này. Đó, 3 con này thì như nhau nha mọi người, nhìn nó như nhau. Đó. Hai con này thì được hai cái móc. Hai cái móc với cái dây, còn con này thì không móc, không dây. Đó, ok. Quay con không móc không dây này trước. Đó, ngoại hình của nó. Khoan cấp trượt. À, bao nhiêu cấp trượt rồi? Con này 22 cấp trượt một cấp khoan nha. 22 cấp trượt một cấp khoan, nhìn 66 này. Đó. Cái dòng này thì cái chỗ phần này phần su nó hơi bị móc móc về, người đánh rửa đi. Rất là êm nha. Ok. Rồi, máy chạy êm luôn. Hitachi 12V nha mọi người. Hitachi 12V. Con này con số 6. Đó, con này không có móc, không có đèn này. Đó. Thường này nó chả, ý là không có móc, không có dây chứ quên. Nó không ảnh hưởng gì tới máy cả, nhưng mà đủ bộ thì nhìn nó vui hơn, đúng không? Con này số 6. Con này 220.000. Ok. Hitachi thì khỏi phải bàn cãi về chất lượng của nó rồi. Riêng dòng Nati, Hitachi và Makita thì nói thật với mọi người là Makita nó thông dụng hơn, nó thông dụng hơn, có nghĩa là cái tính quảng bá của nó thì lớn hơn, nhưng mà chất lượng thì nói thật chứ là không thể lại thằng Nati với lại thằng Hitachi được. Thế thôi, nó nhanh và vung thế, làm nghề ai cũng hiểu vậy đó. Tất nhiên là nó đều là tốt cả, nhưng mà nói về dùng kinh nghiệm là thấy luôn luôn là thấy là Hitachi với lại Nati nó tốt hơn đó, rõ ràng, nó rõ ràng đấy luôn. Hầu như nhé, có những dòng của Makita nó tốt hơn thì đúng, nhưng mà hầu như nói chung là mình nói là trên số cái phần đa số thôi, còn cái phần thiểu số thì có những con của Makita thì nó hơn là có, nhưng mà có điều là mình đang nói là hầu như sản phẩm, nếu về khách quan, về cái khách quan, về cái giá tiền hoặc là cái chủng loại mà nó tương đương, tính năng nó tương đương và giá thành nó tương đương á, thì đó. Em ru luôn mà. Đó. Nhìn cũ cũ bụi bụi đi chứ máy em ru luôn. Đó. Rồi. Rồi. Con này là con số 7. Số 7 250.000. 250.000. Đó. Số 8. Đây, cái móc này thì mọi người chỉnh dễ, để mình kéo ra. Kéo ra xoay xuống là được nha. Số 8. Ô, con này còn có đầu vít dắt đây nè, đầu ba ke dắt ở đây nè. Cấp trượt của nó nha mọi người, cấp trượt đấy. Đấy là cấp trượt của nó đấy. Chế độ khoan này, chế độ khoan này chạy luôn ha. Ok. Máy chạy Hitachi 12V nha. Con này con số 8. Số 8 250.000. Rồi, Makita thì giới thiệu con này trước. Đây là con đèn cổ Makita.
Thì con này này dùng được hai loại pin, đó là pin 9V6 và pin 12V đều xài được nhá, đều dùng được. Hiện tại trong cái con đèn này nguyên zin của nó là cái đèn đèn led này, đó, đèn chữ U, đèn neon lên này, đó, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ test thử xem cái bóng này còn sáng không. Đó, mọi người muốn chơi zin sưu tầm thì để nguyên, còn ai muốn về chế thì chế được bình thường nha. Đó, còn sáng nha, bóng này còn sáng luôn, tốt, sáng lóa luôn. Đó, thấy không? Ok. Ở đây, đây của nó nhé. Đây, cái chóa này mọi người muốn sáng ra xung quanh luôn, mọi người bỏ cái chóa này ra. Còn mọi người muốn định hướng cho nó về một hướng thì mọi người gắn cái chóa này vào nhé. Đó. Ok chưa? Đó, muốn xoay, muốn định hướng nào thì cứ xoay cái này đi thôi. Ok. Rồi. Còn con này ví dụ mọi người muốn về chế led á, thì mọi người chế led đây nè, một mặt bên đây led nè. Rồi mọi người làm mặt bên đây led này, không không có mọi người led cái led cho mọi người làm thành chữ U á, mà bốn mặt luôn, mọi người làm bốn mặt trong này không gian nó rộng, mọi người làm bốn mặt led luôn. Bốn mặt led. Đấy, vậy thì cái này xài pin 12V mà, nên mọi người dùng led 12V, mọi người xài bốn mặt led, mọi người bỏ vào bình thường nhá. Một cây led như thế này, đó, mọi người thấy mà bốn mặt mọi người thấy sáng không? Sáng kinh khủng lắm. Đấy, cái này mình thử chế rồi. Mình yên tâm là vẫn chế được nha mọi người. Đó, vì pin 12V xài chân pin 12V nên là chế led là vô tư. Cứ 12V là chế led vô tư, 2V với 5V là chế led tốt nhá. Đó. Đây, vỏ pin. Rồi, cái này là số 9. Số 9. Cái này à, 170.000. Đó, đèn Makita. À, mình cho mọi người xem một cái đèn mà mình chế nha. Mình chế mình dùng ở nhà mình đây nè. Mỗi lúc cúp điện mình xài. Đây. Đây. Đây là cái đèn bảo nha. Đây là cái đèn bảo 12V của mình đây. Đèn bảo 12V của mình đây. Cái này mình cũng chế nha mọi người. Cái này mình cũng chế, cái này mình giới thiệu cho mọi người bây giờ. Thì cái đàn này cũng 12V. Thì xưa là cái nó là cái bóng chữ U neon ở dưới này nè. Bóng chữ U neon, xong mình chế lại. Đây mình mở ra cho mọi người xem. Đó, thấy không? Mình chế nè. Mình dán led vào, mình chế thôi. Đó, 12V. Mọi người đóng đèn bảo này thì bao nhiêu vôn chế cũng được. Nhưng mà đàn cái đàn kia á, đàn Makita lúc nãy thì cái chân pin 12V thì mình đóng 12V là hợp lý rồi. Đó. Đó, sáng kinh không? Đó. Đây. Đàn này cúp điện mà bỏ ra phòng khách bật một cái là sáng choang luôn. Ok. Rồi, bây giờ tiếp theo nha mọi người, tiếp theo máy. Đây, có con này nè, con này mình không test được, mình quay luôn nè. Đó, con này thì như những video trước mình cũng xả ra được mấy con á. Đây, mình không test được, mình quay bán cho mọi người luôn nè. Nè, đào nó không cạt nè. Thấy không? Đó, xoay được. Đó. Rồi, con này thì Makita nhé. Makita 14V4 nha mọi người. Makita 14V4 nha. Pin trượt li-ông nha mọi người. Pin trượt li-ông nha. Con này pin trượt li-ông. Vì lý do là không có chân pin nên giờ mình không biết kẹp như thế nào để. Với lại nó ba chân nè. Nó có chân kích này nữa nên là thành ra mọi người về mở ra mọi người kiểm tra, mọi người test giùm mình, hoặc mọi người có pin thì mọi người test giúp mình nhé. Còn mình ở đây thì mình không có thì mình không test cho nó an toàn. Và cái máy này thì mình cũng bán với giá là chưa chạy để cho mọi người yên tâm luôn. Đó. Mình chưa test được thì mình luôn để với cái giá là mình bán là mình coi như là mình test chưa chạy luôn nha mọi người. Và ở đây thì mình không test vào nữa để cho nó đỡ hư phí ra. Cái này là số 10. Số 10. Con này 14V4 là 180.000. Đó. 180.000. Tiếp theo, đây, mấy con đầu khía này. Bóc ra, đầu khía. Đầu khía.
đầu khía, mấy con đầu khía rồi, 1, 2, 3, 4, 5 con đầu khía rồi, mà qua mấy con này. À có 2 con 9 vô 6 này, mình qua 2 con 9 vô 6 này trước. 9 vô 6 với 12 vô tương tự nè, đó con này, dơ dơ bẩn bẩn. À, con máy khoan và bắt vít Makita 9 vô 6 nha, 9 vô 6 nha, đời 12 vô của nó này. Đó, đời 12V, 9V6 với 12V thì nó cũng tương tự như Nationan thôi mọi người. Đấy, đóng lên đều đóng pin 12V, xài pin 12V hết. Đấy, khi mình đóng pin Li-ion là đều xài pin 12V, pin thì như nhau, nhưng mà con này thì đỡ hao pin hơn và nó gọn nhẹ hơn. Còn con này thì nó nặng hơn nhá. Nó mà tốn pin hơn. Đấy, nó nặng hơn, lực nó nặng hơn. Ok. Rồi, thang rời thang ngoài. Những con thang rời thang ngoài này thì khỏi nói, mạnh với lại êm. Đây là con 9V6 nha, nhìn bẩn bẩn nhưng mà để mình xem nữa nó có bị bẩn ở bên trong không. Ồ, cái cò nó cũng bị cắn đồ, nó bể chỗ này tí này. Không ảnh hưởng gì đến cò nha mọi người, nhưng mà thẩm mỹ thôi. Thì mình sẽ trừ tiền cho mình. Ồ, máy tạ êm luôn. Em luôn nha. Rồi. Con này đúng ra là vẫn như thế này, tróc xu như thế này. Thì đúng ra là nó là 200, nhưng mà cái cò nó bị thế này với lại xu nó cũng tróc. Xu tróc này thì tính 200 rồi, nhưng mà cái cò này, rồi bây giờ mình sẽ bớt hẳn luôn cho mọi người. Đấy, để cho những anh em mà mua về xài không quan tâm tới xấu đẹp. Đó, mua về để dọn, để xài không quan tâm tới xấu đẹp lắm. Tại vì nó không ảnh hưởng gì tới máy mà, nó chỉ là vấn đề thẩm mỹ thôi. Con này là con số máy nha. Số 11. Số 11. Con này 150.000. Đó. Ok chưa? Không quan tâm về ngoại hình là giá ưu đãi luôn. Tiếp theo con 9V6 đời này còn khá là ok đấy. 9V6 nha. Makita 9V6. Con này cũng gọn, máy gọn. Hơi rồ, hơi rồ. Ok. Con này theo mình nghĩ là nó bị khô mỡ. Đó ha. Ok. Như mọi người nghe tiếng đó, hơi rồ. Theo mình nghĩ là nó bị cứng mỡ. Cứng mỡ dẫn đến nó có mấy cái đầu chỗ này nè. Có thể là nó bị xỉ một tí nên nó rít. Ok. Này là số 10, số 12. Đấy, số 12 Makita 9V6 máy chạy nhá. Số 12. Con này 180.000 đi. Đó, 180.000. Nó hơi rồ nhá. Về người vệ sinh kỹ. Tiếp theo. Đó. 12V, thang rời thang ngoài nhìn tương tự con 9V6 lúc nãy, con số 11. Đấy, nhưng mà con này đời 12V nha. Makita. Gấp lại em luôn. 9V6 cũng êm, con 12V cũng êm ru luôn. Thang rời thang ngoài 12V Makita máy chạy nha mọi người. Con này là con số 13.
Số 13. Con này 250.000. 13 250.000. Tiếp theo số 14 này. Makita. Con này màu nó khác thôi. Màu nó khác thôi chứ dáng là nó tương tự nha. Dáng của nó là tương tự luôn. Đấy, con này thì có vẻ còn mới hơn. Đấy, vệ sinh nó sạch đẹp hơn. Bẳng bẳng lên thôi chú mọi người, vệ sinh nó đẹp nha mọi người. Chạy Makita 12V thăng rời thăng ngoài. Con này số 14. 14, con này cũng 250.000. Đó. Tiếp theo là mấy bạn đầu khía, thì có hai loại đầu khía bên trượt và đầu khía pin tam giác. Đây thì mình qua hai con tam giác trước nhé. Nó còn cái móc lên nữa này. Đầu khía thì khỏi phải nói về độ nổi tiếng của nó rồi. Thăng rời thăng ngoài nhé. Makita 12V. Đầu khía nó nổi tiếng về cái gì mà biết không? Nó êm và nó gì vậy? Nó êm và cái tua nó mạnh. Tua nó cao. Đó. Có đèn nha. Cái nút. Bẳng cò cái phần đảo chiều bên kia nó hơi bị bẳng rồi, người vệ sinh thêm chứ nó vẫn có nè, đó. Ok. Rồi. Con này là số 15. Số 15. Con này 270.000. 15 270.000. Đây, số 16 tiếp theo cũng đầu khía. Makita đầu khía. Con này thì đẹp hơn con lúc nãy hẳn. Nãy nó cò nó bị bẩn này, mình với 270.000 chứ bình thường mấy con này bán toàn trên 300 thôi mọi người. Đó, đèn sáng, máy chạy. Ai mà kinh á. Đã thấy mấy con Makita này. Mấy con Makita đầu khía này lúc nào nó cũng êm mà tua nó cao nữa. Nó chạy xé gió, cái thằng gió ấy. Con này con số 16. 16, con này không thể rẻ hơn con kia được nha mọi người. Con này con số 16 là con này. Thôi, 290 đi. Đó, 290. Mấy con này toàn mình bán từ 320 đến 350 không à. Đầu khía nha. Đầu khía cứ về con nào là thấy con đấy về, con nào thấy con đấy. À đây, có con này theo mình quan sát đây này. Con này đầu khía 12V cấp trượt nha. 12V pin trượt nhé. Pin trượt thì con này nó như thế này. Đây, vỏ nó bị nứt đây. Rất là uổng nha. Vỏ nó bị nứt lên nha mọi người. Ok. Và bây giờ mình sẽ test thử xem nó chạy như thế nào. Nó vỏ này thì mình nghĩ không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà tất nhiên là nếu như mọi người bán cho người mua khác thì người ta cũng ái ngại là bình thường. Đấy. Nên mình là sẽ bán rẻ những cái con này để cho những ai mà người ta không quan tâm tới ngoại hình cho lắm mà không ảnh hưởng tới máy thì xài vẫn tốt. Đó, đèn sáng, máy chạy, xé gió,
đổi chiều. Rồi. Đó. Con này theo mình quan sát thì như người thấy đó. Nứt rồi nè. Để mình xem nữa, mấy con nứt nứt này mình xem cho kỹ xem nữa. Kỹ một tí xem có nứt thêm chỗ nào không chứ. Nguy hiểm quá. Rồi. Tạm thời là như thế đã. Con này là con số 17. Phải quay bỏ cái vỏ pin vào chứ. 17. Con này cái vỏ nó bị nứt thì con này mình sẽ bán với giá là ngon trượt, pin trượt này 190.000. 190.000 nha mọi người. Đó. Tiếp theo cũng con trượt, pin trượt đây, 12V, pin trượt đầu khía Makita 12V đầu khía, pin trượt thân rời thân ngoài. Con này hơi bị rồ. Để vệ sinh lại con này nhá, vệ sinh lại con này cho kỹ lưỡng biết ta dầu mỡ tốt rồi. Đó, máy thì chạy. Ô, quay coi đèn sáng không nhỉ? Đèn chưa sáng nữa. Ok, về chỉnh lại. Đây, con số 18. Số 18. Con này 220.000. 18 220.000. Tiếp theo. Tiếp theo con này. Màu đỏ nha mọi người, pin trượt Makita đầu khía 12V, pin trượt thân rời thân ngoài. Đó. Quay tí là thì nhầm. Em đèn sáng. Rồi. Quá đã. Rồi, con này là con số 19. Số 19. Con này 370.000. Đó. Máy êm pin trượt đầu su rồi đầy đủ. Có móc pin trượt. Đó, máy êm đèn sáng. Đó. Rồi. Kết thúc video ngày hôm nay của mình nha mọi người. Kết thúc video ngày hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0854901685 nhé. Mọi người điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo giúp mình. Đấy, nếu như mọi người điện thoại mà lúc đấy bận, máy bận thì mọi người nhắn tin qua Zalo một tiếng giúp mình nhé. Like share video giúp mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Bình luận đại cái gì bên dưới cũng được giúp mình nhé. Chấm hỏi rồi thả tim rồi gì cũng được nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.